Chào cả nhà, gia đình mình đang trên đường đi đến cảng của hãng Royal Caribbean để đi lên du thuyền. Đang đi lên bỏ hành lý rồi, bây giờ vô lên lầu, lên check-in. Hành lý đã bỏ ở tầng 1, sẽ có nhân viên đem thẳng tới phòng cho mình. Check-in sẵn ở nhà online, nên tới đây chỉ cần đưa cái information ở trên phone hoặc là in giấy ra sẵn là xong, rất là tiện lợi luôn. Allure of the Sea tàu của mình nè. 7 năm trước cũng đi chiếc tàu này, 7 năm sau trở lại. Yes. So huge. Okay, let's go. Sao bây giờ đi lo đặt đổi dạng tối đi. Dạ, coi được không? Wow, mát à. Không cần nó. Chuyến khách đầu tiên lên tàu, yes. Đã chưa? Đã chưa? Mỗi lần đi cảm giác khác nhau, đã chưa? 7 năm trước cũng ở đây. Đó. Nổi da gà hết rồi mẹ. Nổi da gà nè mẹ. Bao nhiêu cực khổ à, lên ở đây thấy khỏe rồi ha. Đi travel cực quá. Ba mình lại có người lớn, có em bé nữa. Khi mình đặt bàn online để ăn tối á, thì không có giờ sớm, mình phải đặt 8 giờ rưỡi. Bây giờ đang chờ cho anh xã mình với em gái mình đổi giờ lại sớm hơn, 7 giờ tối. Khi đặt bàn ăn tối xong rồi thì cả nhà sẽ lên ăn buffet, ăn trưa ở buffet. Thì cái buffet này nó mở cho ăn sáng, ăn trưa với ăn tối. Nên lúc nào cũng đông người ta hết, khỏi cần phải đi ăn ở mấy cái nhà hàng. Tại vì cái buffet này nó tính tiền chung với cái tiền giá mình đã trả rồi, cho nên ăn thoải mái. First meal on the boat. Ngày ăn trưa đầu tiên trên tàu cho nên rất là đông, ai nấy đều ăn ở đây hết. Không có bàn lớn để cả gia đình mình ăn chung. Ba mẹ ngồi ăn chung với gia đình nhỏ của em trai mình. Ăn xong rồi thì bây giờ Mạnh Nai về phòng để chờ lấy hành lý để soạn sửa đồ đạc ra cho ngăn nắp. Phòng của mình là 170. Hey, phòng của em là 166. Hello, hey. Privacy please. Phòng của ba mẹ là trên lầu. Lần thứ hai tới tàu này thấy cái phòng này rộng thiệt là rộng luôn. Hello Sunny. Lòng thiên hả? What? No. Hello. Shower bên đây. Toilet ở đây, sạch sẽ. Rồi. Phòng này có hai cái giường, có một cái giường hai người. Trên đó là cái giường tầng cho hai đứa con mình. Mỗi ngày sẽ có người mở ra mở xuống chứa quần áo với cái safe. Oh, có tủ lạnh không anh? Không có. Có tủ lạnh nhỏ. Yeah. TV. Ồ, dưới này nó đang sửa nóng nước hay gì thành thử ra nghe. Ngoài này thì có cái bàn với hai cái ghế.
Rồi cái bến cảng của Galveston, Texas. Tới chắc 4 giờ chiều nay là sẽ rời bến. Phòng em trai bên đây. Phòng ba mẹ thì trên lầu của phòng em trai. Ô đằng đó có chiếc tàu đằng đó có chiếc tàu hiệu hãng Carnival đằng đó. Đó, hãng Carnival là nó có cái mũi giống như mũi cá, cái gì đó, đuôi cá. Bây giờ phòng có phòng mà không chịu ở. Bây giờ tới phòng ba mẹ ông phá. Rồi giờ đang nằm sexy đang chờ lý hành lý nè, đang mới dọn dẹp. Ai thấy hả? Đi nè. Mẹ nè, rồi mày, rồi ba nè, ba kiểu nằm sexy nè. Mẹ qua đây nằm chứ mẹ đâu có nằm mỏi. Mẹ khoái nằm vậy, mẹ nhớ sofa mẹ đó. 7 năm trước mình cũng đi hãng Royal này, nhưng mà mình cũng đi cái tàu này luôn. Thì mình đi cái cảng ở bên Florida, Fort Lauderdale, nhưng mà mình sẽ đi bên cái Bahamas. Còn kỳ này thì mình đi ở Texas, cảng của Texas, nhưng mà mình đi tới Caribbean. Bye bye, see you later. 7 ngày sau, tàu moving. Gia đình nhỏ của mình đi ra tầng số 8. Ở ngoài này nó có một cái công viên nhỏ gọi là Central Park. Đi ra ngắm lại coi nó có thay đổi gì không. Thì thấy cũng giống như 7 năm trước. Thì đi vòng vòng check out cái lầu số 8 này thôi. Lầu số 5, nó giống như là khu trung tâm, lúc nào cũng vui và nhộn nhịp người ta hết, nhạc lúc nào cũng có. Rồi ở đằng này nó có cái quán bánh pizza Ý rất là ngon luôn. Nhiều khi ngày nào mình cũng ăn một hai miếng, có khi ăn một ngày mấy lần luôn. Carnival. Hai chiếc tàu chạy song song. Kind of clean up a little bit because the lady's gonna come do the. Bye. Time for dinner. Tàu đang chạy nè. Chạy nãy giờ cũng được chắc 2 tiếng. Excuse me. Hai đi ăn dinner. Dinner day one. American icon grilling. Iconic grilling. No, American icon. Oh, icon, not iconic. Yeah. Oh, let me see. Oh my God, I didn't even hit recording. Do it again. Day one. Dinner. American icon grill. Good job. Ling. I don't know. All right. Could you get me walking through? Yeah, with the pink shirt. Far? Yeah, I can see that far. I can't see that far. I can't see. Right below those blue, red, white. Things. Wait, is it going this way or this way? Sorry. This way. Carnival. We're going the same way. We're going the same way. Oh, good thing we have a neighbor. Hi, neighbor. Well, who knows if they're sticking next? American Icon Grill. See you again after 7 years. Yes? My dinner dining every night. Yes? Hồi lúc trước mình ăn ở đây mẹ quên á. Come on in. Mình rất thích chụp hình, quay phim để làm kỷ niệm sau này thôi. Nhưng thằng con trai thì không có thích, cho nên cả gia đình sẽ thấy hiếm có khi nào anh ta xuất hiện lắm. Đồ ăn cho mấy em bé thiếu nhi thì lúc nào cũng ra sớm hơn đồ ăn của người lớn. Yeah. Yeah. Look. More. Yeah.
vegetable thing, alright? And this one, you fold it, make like a look. You got it? You got it? No. I'll let you do it, I'll let you do it. Okay. I record it so you can learn from him. Ừ, được á. Vậy cô hai chỉ cho Di làm. Nó. For you. Put your hand out. There you go. Kylie, you want to touch it? Put your hand out. Do it again, Kylie. Very good. You're gonna jump to you. Really? Thank you. Cảm ơn anh chàng phục vụ cho bữa ăn tối ngày hôm nay. Anh ta rất là vui tánh. Gia đình nhỏ của Bi ngồi cái bàn sau cái cây cột đó, cho nên chụp hình không có được đẹp. Chỉ có đêm nay thôi, mấy đêm sau thì mình được ngồi nguyên cái bàn trọn vẹn.